Hi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn hai dòng motor được sử dụng cho máy ép mía. Thì với hai dòng motor giảm tốc của chúng ta đều là kiểu dáng chân đế, vậy thì sự giống và khác nhau giữa hai cái dòng motor giảm tốc sử dụng cho motor máy ép mía này nó có cái điểm gì? Thì mời các bạn cùng xem video. Ở đây mình đang có hai con motor giảm tốc đều là kiểu dáng chân đế. Con bên tay phải của mình đây là dòng motor giảm tốc sử dụng cho máy ép mía được cung cấp bởi Đại Kinh Bắc. Và đây là một sản phẩm khác ở trên thị trường. Các bạn có thể xem. Đầu tiên á, là về những cái điểm giống thì các bạn sẽ thấy là với cái kiểu dáng của motor giảm tốc sử dụng cho máy ép mía thì nó đều là kiểu dáng chân đế như thế này. Các bạn thấy ở hai cái phần của cái hộp giảm tốc nó được thiết kế cái dạng chân đế như thế này. À, đây là cái điểm giống. Còn về cái cấu trúc của motor giảm tốc thì các bạn cũng sẽ thấy được là nó cũng sẽ giống nhau, tương tự với nhau. À, motor điện của chúng ta. Đây, hai motor điện. Và cái phần rotor của chúng ta thì nó sẽ được thiết kế với dạng trục răng như thế này. Các bạn có thể thấy hai cái rotor thì các bạn sẽ thấy được là ở hai cái phần đầu trục của chúng ta thì nó sẽ thiết kế trục răng. Việc này để nó kết nối với lại cái bộ bánh răng ở trên cái phần hộp giảm tốc này. Các bạn thấy là những cái điểm giống của hai cái dòng motor giảm tốc chân đế được sử dụng cho máy ép mía các bạn ha. Còn về cái phần motor điện của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nè, đó, bên trong của nó như thế này. Và trên cái phần vỏ motor điện thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có rất là nhiều khứa để tản nhiệt như thế này. Đó là những cái điểm giống nhau về cái cấu trúc của cái dòng motor giảm tốc liền chân đế như thế này các bạn ha. Vậy thì những cái điểm khác biệt giữa hai cái dòng motor này nó sẽ có những cái điểm khác biệt nào? Mời các bạn cùng xem tiếp nhé. Đầu tiên khi nói về cái sự khác biệt đầu tiên đó chính là về cái kiểu dáng bên ngoài. Thì các bạn có thấy là về cái cấu trúc nó đều là dòng motor giảm tốc chân đế, nhưng mà cái kiểu dáng của mỗi một nhà sản xuất thì nó sẽ có cái sự khác biệt. Bên tay phải mình đây là cái motor của Đại Kinh Bắc cung cấp, và bên đây là một sản phẩm khác trên thị trường. Thì các bạn thấy nè, về cái phần hộp giảm tốc nó sẽ được thiết kế khác đi, cái form của nó sẽ không giống nhau, thì tùy vào nhà sản xuất họ thiết kế cái form. Đó, cái form của cái này nó có dạng hình như là chữ V các bạn ha, và ở đây nó có những cái đường gợn sóng như này. Còn cái sản phẩm khác bên đây thì nó sẽ trơn tru và nó tròn hơn. Việc này thì về cái bên trong của cái vỏ hộp giảm tốc này các bạn sẽ thấy khi nó thiết kế những cái dạng như thế này thì bên trong nó cũng sẽ khác để cái bánh răng của chúng ta lắp đặt vào bên trong. Đó, các bạn thấy không? Những cái khứa rãnh chứa bánh răng ở bên trong cái hộp giảm tốc này nó cũng có sự khác biệt. Các bạn có thể thấy rất là rõ ha. Thì đó là về phần kiểu dáng của cái hộp giảm tốc của chúng ta. Và tiếp theo là về cái phần rotor điện thì tất nhiên thì về mỗi một nhà sản xuất thì nó có cái sự khác biệt về cái kiểu dáng, nên cái phần bên trong các bạn sẽ thấy nè. Đầu tiên các bạn sẽ thấy rõ nét nhất đó chính là phần hai cái trục răng này. Đều là trục răng nhưng các bạn sẽ thấy được là những cái khứa răng này nè nó khác nhau các bạn ha. Với cái con bên tay phải của mình thì cái phần trục răng này nó sẽ những cái khứa răng này nó sẽ dày hơn và nhiều hơn. Còn bên đây nó sẽ thưa hơn các bạn ha. Đây các bạn có thể thấy ha. Và cái phần rotor thì đây là cùng một công suất nha các bạn, và cùng một tỷ số truyền. Thì các bạn sẽ thấy là với cái con bên tay phải mình thì cái rotor nó sẽ to hơn nè. Và cái con bên trái này cái rotor nó sẽ nhỏ hơn. Còn về cái phần vòng bi thì các bạn sẽ thấy được là cái con bên trái một cái sản phẩm khác trên thị trường, thì với cái vòng bi trước và vòng bi sau ở trên cái rotor này nó có kích thước bằng nhau các bạn ha. Còn cái con bên tay phải mình thì hai cái phần vòng bi này nó khác nhau. Ở cái vòng bi trước nó sẽ nhỏ hơn cái vòng bi sau. Các bạn thấy không? Ở đây thì nó đều trước sau đều bằng nhau. Còn ở đây thì một cái phía trước thì nó sẽ nhỏ hơn cái phía sau các bạn ha. Đó là về phần rotor điện. Còn về cái phần cuộn dây ở bên trong thì tất nhiên nó cũng sẽ được quấn khác nhau các bạn ha. Và cái phần vỏ con bên tay phải mình nó sẽ to hơn một chút so với cái sản phẩm bên tay trái, các bạn có thể xem. Và mỗi một nhà sản xuất thiết kế khác nhau nên cái phần vỏ bên ngoài nó cũng sẽ khác nhau. Bên đây nó sẽ là cái bốc điện nó theo cái dạng tròn như thế này các bạn, còn đây nó sẽ vuông như thế này. Và có một cái điểm khác biệt rất là lớn mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính ở trong cái video ngày hôm nay, thì đó chính là về cái bánh răng của hai cái hộp giảm tốc này các bạn. Hai cái dạng trục đầu ra này đều là trục then bình thường giống như các sản phẩm motor giảm tốc khác thôi. Còn ở đây là cái phần vòng bi của chúng ta, và tiếp đến là cái bánh răng. Nếu mà bằng mắt thường các bạn có thể quan sát thấy là cái sản phẩm khác ở trên thị trường với cái sản phẩm của Đại Kinh Bắc, thì sản phẩm Đại Kinh Bắc nó có cái bánh răng nó sẽ dày hơn một xíu đúng không các bạn? Đây, nó sẽ dày hơn một chút. Và cái độ rộng của bánh răng thì gần như là tương đương. Và nó có một cái điểm mình thấy nó có sự khác biệt rất là lớn ở đây nè các bạn. Các bạn thấy nè, cái dạng trục
của cái motor giảm tốc sử dụng cho mấy miếc khác trên thị trường các bạn thấy nè. Nó sử dụng ở đây là giống như cái then gài cái bánh răng ngay cái phần trục này nè các bạn. Các bạn thấy rõ không? Và nếu như vậy á thì cái trục này nó sẽ tập trung rất là nhiều ứng suất tại cái điểm này. Và tập trung nhiều ứng suất á, máy ép mía của chúng ta nó có một cái tình trạng là khi chúng ta ép mía chúng ta hay bị kẹt tải. Khi mà nó kẹt nó tác dụng một cái lực rất lớn. Mà nếu như cái trục mà nó tập trung ứng suất nhiều ở đây thì nó sẽ dễ bị gãy ở cái đoạn này nè các bạn. Đó. Và đây cũng là một cái tình trạng phổ biến với các dòng máy ép mía trên thị trường. Nếu cái sản phẩm trục nó là dạng trục như thế này. Và với cái sản phẩm của Đại Kinh Bắc Cấp thì các bạn thấy nè. Tại cái điểm này, nhà sản xuất họ đã biết được với những cái trường hợp mà nó tác động lực lên cái trục á, thì nó sẽ dễ bị gãy ở cái đoạn này. Nên cái phần thiết kế ở đây nó sẽ khác nè các bạn. Thì trong đây thường hay gọi là cái clalia các bạn, clalia các bạn. Hoặc là mình nhìn thấy thì nó như cái kiểu là trục then hoa các bạn thấy không? Và nó gia cố cái phần này rất là cứng cáp. Và có một cái điều thứ hai nữa các bạn sẽ thấy được là cái trục của phía trong này của Đại Kinh Bắc Cấp thì nó sẽ dày hơn so với cái trục của sản phẩm khác trên thị trường các bạn thấy không? Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về sự khác biệt giữa hai dòng motor giảm tốc sử dụng cho máy mía. Một sản phẩm được cung cấp bởi Đại Kinh Bắc và một sản phẩm khác trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.